Chào tất cả các bạn sinh thân yêu Thầy Nhật nhá. Các bạn đã online chưa ạ? Hello hello. Đúng không? Thầy Nhật ở đây để đồng hành với các em nhá. Các em đã online chưa? Hello hello, Thầy Nhật đây, Thầy Nhật đây. Chào tất cả các bạn sinh thân yêu nhá. Hai cả tư của tôi mày yêu hết rồi. Hello, chào tất cả các bạn sinh thân yêu. Ok, rồi. Thầy chào bạn mạnh mạnh nhá. Chào bạn mạnh mạnh. Ok, thầy chào tất cả các em. Đúng không? Hai cả tư của mày đi đâu hết rồi. Đúng không? Ok, thầy đã hẹn với các bạn rồi các bạn. Hay là các bạn lại hết yêu thương tôi rồi. Ok nhá. Chào bạn Trang Trang đang xem nhá. Ok, thầy chào tất cả các em học sinh thân yêu. Ok nhá. Các bạn đã online chưa nhỉ? Các bạn đã online chưa? Các bạn đã online chưa? Các bạn đã online chưa? Ok, hello, chào tất cả các bạn. Ok, các bạn đã online chưa nhỉ? Đây đồng hành với các bạn nhé. Ôn thi môn ngữ văn các bạn nhé. Ok nào. Rồi, xin link các bạn Quỳ Liên. Rồi, chào tất cả các em học sinh thân yêu nhé. Ok, các bạn đã online chưa? Rồi, chào bạn Lương Vũ nhá. Ok, chào bạn Nguyễn Thị Lệ. Chào bạn Lan Anh Vũ. Chào bạn An Nguyễn. Ok, chào bạn Nguyễn Huy. Chào bạn Hân Phan. Chào bạn Nguyễn Thanh Hiên. Rồi, chào bạn Nguyễn Thùy Linh. Chào bạn Hoàng Diệu, chào bạn Nguyễn Diệu nhá. Ok. 2K4 ơi, các bạn nhớ nhá. Trong buổi live ngày hôm nay thầy sẽ có quà cho các bạn. Cho nên là các bạn nhớ chia sẻ video này về và tương tác thật là mạnh mẽ trong buổi tối ngày hôm nay các bạn nhá. Ok nhá. Rồi, chào bạn Trinh Trinh đến từ Ninh Thuận nhá. Thầy nhìn em rồi nhá. Ok. Chào bạn Châu Anh, chào bạn Linh Võ, chào bạn Nguyễn Thu Hiền. Ok, thầy chào tất cả các bạn. Ok. Rồi, thầy nhìn thấy các bạn rồi. Chào bạn Triệu Thái 2K3. Chào bạn Dương Ý Linh, chào bạn Lê Minh Ánh, chào bạn Lại Ngọc Anh, chào Vân Anh, chào Ngọc Ánh, chào Hoa Hướng Dương nhá. Ok. Các bạn đã online hết chưa nhở? Đúng không? Thầy Nhật ở đây để đồng hành với các bạn nhá. Các bạn đã online chưa? Online chưa nào? Hay là 2K4 đang ngồi ăn cơm ở nhà rồi cũng lên này. Đúng không? Không biết là các bạn đã online chưa nhá. Nào, online hết lên các bạn ơi. Đúng không? Rồi, thầy chào tất cả các bạn học sinh thân yêu nhá. Đâu rồi, online hết lên nhá. Đâu rồi, học sinh cưng của tôi mày điêu hết rồi. Chết rồi, mấy đứa này nó không muốn học văn với tôi rồi hay sao nhở? Ít người xem này buồn quá. Ok, được chưa? Rồi, thầy chào tất cả các em, được chưa nào? À, rồi, chào bạn Huyền Trang. Chào bạn Nguyễn Thị Thúy Liên, được 9 điểm văn nhá. Ok. Chào bạn Lương Thúy Trúc. Ok, chào bạn Nguyễn Tiến Đạt. Chào bạn Kim Anh. Chào bạn Trần Thu. Chào bạn Đinh Công Bình. Ok, nhá. Ok, thầy chào tất cả các em, đúng không? Ok nhá. Rồi, thầy chào tất cả các bạn, đúng không? 2K4 thân yêu, đúng không? Rồi, ok. Chào bạn Kim Anh, chào bạn Trần Thu, chào bạn Đinh Công Bình. Ok, nhá. Rồi, thầy chào tất cả các bạn học sinh thân yêu nhá. Ok, rồi, chào bạn Trịnh Huyền Trang, đúng không? Đấy, à, hôm nay thì như đã hẹn với các bạn, đúng không? Thì thầy sẽ có một món quà dành cho 2K4 nếu như các bạn chăm chỉ xem buổi live ngày hôm nay và các bạn tương tác mạnh mẽ trong buổi tối ngày hôm nay các bạn nhá. Ok, thầy sẽ giải thích một chút luôn này về vấn đề game show cho buổi tối ngày hôm nay để chúng ta nhận quà nhá. Hy vọng là 2K4 trong năm học mới chúng ta sẽ đạt được rất là nhiều những điểm cao trong kỳ thi năm nay các em nhé. Ok nhá. Rồi, chào Nguyễn Linh, chào bạn Giao Trần. Ok. Thầy chào tất cả các bạn nhá. Chào bạn Đỗ Nguyễn Phương Huệ. Ok nhá. Rồi ok, thầy sẽ giải thích luôn về cách mà chúng ta mini game trong buổi tối ngày hôm nay các bạn nhá. Được chưa? Đấy, nhân dịp là các bạn 2K4 đúng không? Chúng ta đến với năm học mới, được chưa nào? Đấy. Nhân dịp các em 2K4 nhá, đến với năm học mới, đúng không? Chào mừng năm học mới đối với các em 2K4, đúng nào? Đấy, năm học 2021-2022, được chưa nào? Thì thầy Nhật, đúng nào, dạy văn, sẽ tặng 100 cuốn nghị luận xã hội nhá, được chưa nào? Cho 100 bạn, đúng nào? Đấy, tương tác mạnh nhất trong buổi tối ngày hôm nay, trong livestream của thầy, đúng không? Đấy. Và tương tác sẽ được tính từ fanpage lớp văn thầy Nhật của thầy nhá. Ok, đấy. Tương tác sẽ được tính từ fanpage lớp văn của thầy, được chưa nào? Đấy, lớp văn thầy Nhật nhá các bạn nhá. Bước 1 này, các bạn muốn nhận được sách, các bạn phải chia sẻ video này, đúng không? Đấy, ở chế độ công khai. Bước số 2, đúng không? Đó là các bạn comment thật là nhiệt tình cho thầy trong suốt buổi học, đúng nào? Gồm có một là tên này, hai là số điện thoại này, đúng không? Và ba là địa chỉ để thầy có thể gửi được sách cho các bạn nhá. Tối hôm nay thì thầy sẽ tặng đó là 100 cuốn nghị luận xã hội để cho các bạn có một cái động lực ôn thi trong năm học mới, được chưa nào? Đấy.
thầy sẽ thông báo kết quả được chưa nào của 100 bạn may mắn, đúng không? Tương tác nhiệt tình nhất, yêu thương thầy Nhật nhất, đúng không? Tại group này 2K4 học sinh lớp văn thầy Nhật các bạn nhá. Được chưa nào? Đấy, thầy đã giải thích cho các bạn rất là rõ ràng nhá. Rồi ok, thầy giải thích lại một lần nữa này. Ok nhá, thầy giải thích lại một lần nữa này. Nhân dịp chào mừng năm học mới của các em sinh năm 2004, đúng không? Khỉ vàng, đúng không? Đó. Thì thầy nói luôn ngay nhá các bạn nhá, đúng không? Thầy sẽ tặng 100 cuốn nghị luận xã hội cho 100 bạn tương tác mạnh nhất trong buổi livestream tối hôm nay, đúng không? Và tương tác sẽ tính từ fanpage lớp văn thầy Nhật các bạn nhá. Ok chưa? Đó. Bước 1 để nhận được sách này, các bạn chia sẻ video livestream này của thầy, được chưa? Bước 2, chúng ta sẽ comment cho thầy biết, đúng không? Comment cho thầy biết này, tên, số điện thoại và địa chỉ để thầy gửi sách về cho các em nhá. Được chưa nào? Đó. Và bước thứ 3, đó là gì đây? Thầy sẽ thông báo kết quả vào buổi sáng ngày mai, đúng không? Tại group của thầy, đúng không? Group 2K4 học sinh lớp văn thầy Nhật các em nhá. Được chưa? Hy vọng là các bạn sẽ thích cuốn sách này, đúng không? Bởi vì trong cuốn sách này của chúng ta thì có đến 200 đoạn văn nghị luận xã hội, đúng không? Về những vấn đề hot của năm 2021 các em nhá. Về những vấn đề hot của năm 2021, được chưa nào? Đó. Sẽ có rất là nhiều những vấn đề này, kể cả Covid các bạn nhá. Này, được chưa nào? Đấy. Tất cả đều có trong cuốn sách này, được chưa nào? Cuốn sách này thì cũng khá là dày, nó rơi vào khoảng hơn 160 trang, đúng không? Với 200 đề nghị luận xã hội nha các bạn nhá. Về tất cả những vấn đề hot của năm 2021, đúng không? Cũng như hướng dẫn các bạn làm nghị luận xã hội làm sao cho đạt được hiệu quả cao nhất. Ok chưa các bạn ơi? Được chưa nào? Đó. Thầy đã giải thích rất là rõ nhá về luật chơi của buổi tối ngày hôm nay các bạn nhá. Được chưa? Được chưa nào? Ok nhá. Chúc các em thành công và đạt được cuốn sách này của thầy nhá. Ngày mai thì thầy sẽ thông báo cho các bạn, đúng không? Những bạn nào nhận được sách của thầy nhá. Ok. Rồi, thầy chào tất cả các em. Được chưa? Ok nhá. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu học bài các bạn ơi, đúng không? Chúng ta bắt đầu học bài nhá. Ok chưa? Rồi. Các bạn ơi, các bạn không nghe giảng khơi khơi nhá. Trong buổi học ngày hôm nay thì thầy sẽ giảng cho các bạn đó là bài thơ Tây Tiến, đúng không? Đấy. Đó là bài thơ Tây Tiến, đúng không? Một trong số những bài đầu tiên của chương trình ngữ văn lớp 12, đúng không? Đó là bài Tây Tiến nhá. Một trong số những bài đầu tiên của chương trình ngữ văn lớp 12, đúng không? Và rất dễ thi giữa kỳ 1 của các bạn nhá. Ok chưa? Đấy, các bạn để ý cho thầy này. Được chưa nào? Và khi chúng ta học bài thơ Tây Tiến này thì chúng ta phải học như thế nào? Cái việc đầu tiên ấy mà các bạn nhớ thầy này, đúng không? Chúng ta nên mở bài bằng thơ, được chưa nào? Đấy, nên mở bài bằng thơ các bạn nhé. Các bạn để ý thầy này, chúng ta có thể mở bài bằng thơ như sau, đúng không? Đấy, ơi kháng chiến 10 năm qua như ngọn lửa, ngàn năm sau còn đủ sức soi đường, được chưa nào? Đó là bài thơ Tiếng Hát Con Tàu của nhà thơ Chế Lan Viên, được chưa? Đấy, chúng ta có thể mở bài như thế, đúng không? Đấy, em để ý thầy này, chiến tranh đã trôi qua, đúng không? Đấy, chiến tranh đã trôi qua em nhá. Ok. Và bụi thời gian có thể phủ dày lên, có thể phủ dày lên, đúng không? Đấy, tất cả những sự kiện lịch sử nhá, nhưng văn chương với sứ mệnh của nó, văn chương với sứ mệnh của nó, đúng không? Đấy, đã khắc họa lại vào trong không gian kia, đó là vẻ đẹp của những người lính đã hy sinh vì tổ quốc này, đúng không? Nói đến đề tài về anh bộ đội, làm sao ta có thể quên được? Đó là bài thơ Tây Tiến nhá. Đó là bài thơ Tây Tiến này. Ok nhá. Đấy, của nhà thơ xứ Đoài Quang Dũng. Được chưa nào? Quang Dũng là một người nghệ sĩ đa tài nhá. Sáng tác nhạc, ok, vẽ tranh và làm thơ, được chưa? Là một hồn thơ hồn hậu phóng khoáng. Là một hồn thơ hồn hậu phóng khoáng này nhá. Hồn thơ hồn hậu phóng khoáng, được chưa nào? Và nói đến phong cách sáng tác Quang Dũng, đúng không? Nói đến phong cách sáng tác của Quang Dũng này, Quang Dũng luôn luôn nhìn nhận sự vật hiện tượng của mình thông qua lăng kính lãng mạn, được chưa? Một trong số những kiệt tác của đời thơ Quang Dũng phải kể đến, đó là bài thơ Tây Tiến, đúng không? Đấy, được sáng tác trong một chiều mưa, đúng không? Được sáng tác trong một chiều mưa ở Phù Lưu Chanh nhá. Và được in trong tập Mây Đầu Ô. Và được in trong tập Mây Đầu Ô. Được chưa nào? Các bạn để ý thầy này, nói về sự xuất phát của người lính Tây Tiến, chúng ta để ý thầy nhá. Nếu như nói về người lính Tây Tiến, em để này, nói về đề tài người lính, nói về đề tài anh bộ đội,
trong thơ ca thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đúng không? Chúng ta đã từng biết đến một bài thơ có tên là Đồng Chí, đúng như nào? Đấy. Và trong bài thơ Đồng Chí thì xuất thân của người lính ở tác phẩm này, họ là những người nông dân ra đi từ mọi độ tuổi, ra đi từ mọi phương trời các em nhá. Được chưa nào? Đó, các bạn ý này. Thì Tây Tiến của chúng ta lại khác. Nói đến Tây Tiến là ta nhớ tới họ là những trí thức Hà Thành, đúng không? Họ là những trí thức Hà Thành, ok nhá. Họ là những học sinh, sinh viên, đúng không? Rời ghế nhà trường, gác lại việc học tập, lên đường vì nghĩa lớn và không hẹn ngày trở về. Một trong số những kiệt tác về người lính trong thơ ca thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chúng ta không chỉ biết đến tác phẩm Đồng Chí của nhà thơ Chính Hữu, mà ta còn biết đến cả Tây Tiến của nhà thơ xứ Đoài Quang Dũng các em nhá. Được chưa nào? Vẻ đẹp của người lính, vẻ đẹp của những con người làm nên huyền thoại của Việt Nam nhá. Làm nên huyền thoại của Việt Nam ở thế kỷ 20, được chưa? Đấy, có thể nói đây là những khúc ca không thể nào quên về đề tài anh bộ đội trong thơ ca thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Thầy nói lại một lần nữa này. Chúng ta có thể mở bài bằng thơ các bạn nhé. Này, ơi kháng chiến 10 năm qua như ngọn lửa, ngàn năm sau còn đủ sức soi đường, đúng không? Mở bài bằng thơ luôn, được chưa nào? Đấy, chúng ta biết rằng rõ ràng nhá các em để này, chiến tranh đã qua đi, đúng không? Bụi thời gian có thể phủ dày lên rất nhiều những sự kiện lịch sử thời sự, nhưng văn chương với sứ mệnh của nó đã để lại trong lòng của mọi người, đó là vẻ đẹp của những con người đã làm nên huyền thoại, đó là vẻ đẹp của những người lính, được chưa? Những con người đã hy sinh quên mình vì tổ quốc, vì quê hương. Nói đến đề tài về anh bộ đội, làm sao ta có thể quên được, đó là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ xứ Đoài Quang Dũng, một người nghệ sĩ đa tài, sáng tác nhạc, vẽ tranh và làm thơ, là một hồn thơ hồn hậu phóng khoáng. Nói đến phong cách sáng tác của Quang Dũng này, ta nhớ đến này, ông luôn luôn nhìn nhận sự vật hiện tượng thông qua lăng kính lãng mạn, được chưa nào? Và một trong số những kiệt tác của đời thơ Quang Dũng phải kể đến đó là bài thơ Tây Tiến, được sáng tác trong một chiều mưa ở Phù Lưu Chanh, đúng không? Và được in trong tập Mây Đầu Ô nhá. Em hiểu này, nói về cùng đề tài người lính trong thơ ca thời kỳ kháng chiến chống Pháp thì ta đã từng biết đến đó là bài thơ Đồng Chí, và xuất thân của người lính trong Đồng Chí, họ là những người nông dân ra đi từ mọi độ tuổi, mọi phương trời. Còn người lính Tây Tiến thì lại khác này, đúng không? Họ lại là những trí thức Hà Thành, là những học sinh, sinh viên ra đi từ thủ đô Hà Nội, tạm gác lại việc học tập, lên đường vì nghĩa lớn, không hẹn ngày trở về. Họ đã viết lên những bản tình ca, đúng không? Những khúc hùng ca về huyền thoại của Việt Nam ở thế kỷ 20. Ok các bạn nhá. Rồi, được chưa nào? Hiểu bài không ạ? Việc đầu tiên này, khi các em học một tác phẩm thơ, kể cả các anh chị 2K3 hay kể cả 2K4 cũng thế, đúng không? Việc đầu tiên không phải là chúng ta sẽ đâm sầm vào việc phân tích thơ. Việc đầu tiên mà các em cần quan tâm đó là chúng ta nhìn nhận lại về bố cục của bài thơ các em nhé. Chúng ta nhìn nhận lại về bố cục của bài thơ này. Khi nói về bố cục của Tây Tiến thì chúng ta nhớ đến bài thơ này gồm có 4 khổ xinh xắn nhá nhá. Và mỗi một khổ thơ thì lại đem đến những vẻ đẹp khác nhau. Ok nhá nào. Chúng ta nhớ thế này, nói về vẻ đẹp nội dung của khổ 1, đúng không? Đó là chặng đường hành quân của người lính Tây Tiến từ vùng địa bàn này sang vùng địa bàn khác, được gọi về trong ký ức của nhà thơ Quang Dũng, được chưa? Khổ thơ thứ hai này của chúng ta thì gồm có 8 câu thơ. Nhớ nhá, 4 câu đầu là gì hả em? À, đêm giao lưu văn hóa văn nghệ của người lính Tây Tiến với đồng bào dân tộc miền cao, đúng không? 4 câu thơ sau lại là vẻ đẹp huyền hồ của thiên nhiên sông nước miền Tây nhá. Vẻ đẹp huyền hồ của thiên nhiên sông nước miền Tây, đó là vẻ đẹp của khổ 2, đúng không? Nói đến vẻ đẹp của khổ 3 nhá. Khổ 3 thì từng câu thơ của Quang Dũng như là một nét khắc, nét chạm vào không gian, đó là bức tượng đài về người lính Tây Tiến. Ok, bức tượng đài về người lính Tây Tiến này. Và khổ 4, đúng không? Người ta gọi đó là gì em? Người ta gọi đó là mộ chí của Tây Tiến. Nhà thơ này thay lời muốn nói của cả đoàn binh Tây Tiến, được chưa nào? Đây chính là việc đầu tiên khi các bạn học một tác phẩm thơ, đúng không?
với cái kiểu thi của đề minh họa năm nay thì tất cả các ổ thơ các em đều phải thuộc nội dung của nó trước khi chúng ta đi vào phân tích, trước khi chúng ta xử lý từng khổ các em nhá. Ok, rồi chúng ta bắt đầu dở sách các thầy này. Chúng ta dở sách các thầy nhá. Nào, chúng ta đến với dở sách các thầy nhá. Ok nhá. Nào, các bạn để ý các thầy này. Chúng ta nói về vẻ đẹp của khổ 1 trong bài thơ Tây Tiến nhá. Được chưa? Đó là chặng đường hành quân của người lính Tây Tiến từ vùng địa bàn này sang vùng địa bàn khác. Để ý các thầy này, đúng không? Chúng ta nhận thấy này, khi các em đọc bài thơ Tây Tiến ấy thì có một điều rất thú vị, đó là gì các em? Đó là việc nhà thơ này thường xuyên đề cập đến những địa danh, đúng không? Và việc sử dụng địa danh không phải là việc gì các em? Không phải là một việc làm chỉ đơn thuần là liệt kê ra những nơi mà người lính đã từng hành quân đi qua, mà những địa danh này đều mang dụng ý nghệ thuật các em nhé. Những địa danh này đều mang trong mình đó là những dụng ý nghệ thuật. Ok nhá. Chúng ta để ý này, hai câu thơ đầu: sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi này. Câu thơ này đầu tác phẩm đúng không? Là hình ảnh của sông Mã nhá. Và đến cuối tác phẩm này đúng không? Cuối tác phẩm này ta lại bắt gặp đó là gì em? Lại bắt gặp hình ảnh của sông Mã, được chưa? Vậy thì sông Mã xuất hiện ở đầu và ở cuối tác phẩm. Nghệ thuật ở đây là nghệ thuật đầu cuối tương ứng, bắt mạch vòng với nhau. Đầu cuối tương ứng nhá các em nhá. Bắt mạch vòng với nhau. Bởi vì sao? Thứ nhất, sông Mã nó trải dài trên chặng đường hành quân của người lính Tây Tiến này. Đây là điều thứ nhất, đúng không? Thứ hai là gì đấy? Nó được nhìn nhận, đúng không nào? Như là một chứng nhân lịch sử. Nếu như người dân xứ Huế có sông Hương, người Hà Nội có cây cầu Long Biên, người miền Nam có con sông Định Thủy, thì đối với người lính Tây Tiến, chứng nhân lịch sử của họ đó chính là sông Mã. Cho nên nhớ về Tây Tiến, trước hết tác giả nhớ đến hình ảnh của sông Mã nhá nhá. Hai câu thơ đầu này được gieo bằng vần ơi các em nhá. Hai câu thơ đầu được gieo bằng vần ơi, đúng không? Và vần ơi này thì nó giống như là gì đấy? Như là tiếng gọi về nỗi nhớ trong lòng của tác phẩm. Bởi vậy mà ban đầu bài thơ này có tên là Nhớ Tây Tiến, sau đó đổi thành Tây Tiến vì trong toàn bộ bài thơ đã có một nỗi nhớ ra diết mất rồi các em nhé. Vậy thì cảm xúc chủ đạo của bài thơ này đó chính là nỗi niềm, nỗi nhớ, đúng không? Về những người đồng chí đồng đội khi tác giả đã rời xa đơn vị cũ của mình, được chưa nào? Hai câu thơ tiếp theo này: Sài Cao sương lấp đoàn quân mỏi, Mường Lát hoa về trong đêm hơi. Các bạn hiểu thế này, Sài Khao ở đây và Mường Lát ở đây là những địa danh mà người lính Tây Tiến đã từng hành quân đi qua, được chưa nào? Ta để ý này, hình ảnh sương lấp nhớ nhá, nó gợi ra hai điều. Một là người ta sử dụng hình ảnh của sương để nói về buổi sáng sớm tinh mơ. Và thứ hai, sương lấp cũng gợi ra một phần không gian, đó là núi non các em nhá. Bởi vì sao? Người lính họ chiến đấu trên một vùng địa bàn núi non hiểm trở. Ok, ta nhận thấy này, hoa về ở đây này vừa là nhân hóa nhưng cũng vừa là ẩn dụ. Hoa về có thể hiểu là người lính Tây Tiến trở về. Và hoa về cũng có thể hiểu là gì ạ? Hoa về ở đây cũng có thể hiểu này, không chỉ là người lính Tây Tiến trở về mà có thể hiểu đó là những bó đuốc trên tay của các anh, được nhìn nhận qua lăng kính lãng mạn của nhà thơ Quang Dũng để trở thành những bông hoa đuốc soi đường chỉ lối cho họ trở về trong những đêm khuya thanh vắng. Họ ra đi khi trời tờ mờ sáng với hình ảnh sương lấp, và họ trở về trong những đêm dài hành quân vất vả. Vậy thì hai câu thơ tiếp theo nói về thời gian mà người lính Tây Tiến đã hành quân. Ok chưa nào? Hai câu thơ trên nói về thời gian, thì hai ba câu thơ sau này, nhà thơ này bằng những nét bút của mình, ông đã khắc họa lên vùng không gian núi non hiểm trở mà người lính Tây Tiến đã từng hành quân đi qua, những đặc trưng của vùng địa bàn này. Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm này, để ý này nhá. Thứ nhất này là phép điệp từ dốc. Hiệu quả nghệ thuật của phép điệp từ là nhấn mạnh vào độ cao mà người lính phải trải qua. Những từ lấy như khúc khuỷu và thăm thẳm kết hợp với việc sử dụng thanh chắc đã gợi lên cho chúng ta thấy đó là gì ấy? Đó là vùng địa bàn của người lính vô cùng nguy hiểm. Một bên là vực sâu, một bên là núi cao.
việc sử dụng từ láy heo hút, ta nhận thấy này, nơi các anh hành quân đi qua thậm chí chưa từng có bóng người đặt chân đến, đúng không? Súng ngửi trời vừa là hoán dụ vừa là nhân hóa, để ta thấy được tư thế hiên ngang của người lính Tây Tiến nhá. Tư thế hiên ngang của người lính Tây Tiến, giống như mũi súng của người lính đã chạm đến đỉnh của bầu trời. Vẻ đẹp này ta thấy đồng điệu với bài thơ có tên là Đồng Chí, một bài thơ cùng thời cũng viết về đề tài người lính trong văn chương thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Nếu như ở trong bài thơ Đồng Chí mà các em đã từng được học ấy, đúng không, có hình ảnh đầu súng trăng treo là nói về khát vọng tự do, thì súng ngửi trời lại cho thấy, đúng không, đó là bản lĩnh, sự hiên ngang trong tư thế của người lính Tây Tiến, vẻ đẹp của những chàng trai chí cao hơn đèo. Mũi súng dường như đã chạm đến đỉnh của bầu trời để cảm nhận độ cao nhá. Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống này. Thứ nhất là nhịp thơ 4-3 bẻ gập đôi câu thơ này, đúng không? Lên cao và xuống là tiểu đối này, đúng không? Ngàn thước là phép điệp nhấn mạnh vào độ cao mà họ phải trải qua, nghĩa là sau những ngọn núi này lại đến với những ngọn núi khác em nhá, đúng không? Đó là đặc trưng về vùng địa bàn hành quân của người lính Tây Tiến, từ vùng địa bàn này sang vùng địa bàn khác. Được chưa em? Đó, từ vùng địa bàn này sang vùng địa bàn khác, không có gì ngoài những núi cao với những núi cao chập trùng. Được chưa nào? Ba câu thơ trên toàn bộ được thay bằng gì đấy? Được sử dụng bằng thanh chắc. Thanh chắc là những thanh như dấu hỏi này, dấu ngã này, dấu nặng và dấu sắc, đúng không? Thì gợi tả sự hiểm nguy. Nhưng cả một câu thơ sau tại sao thầy lại tách ra? Bởi vì kể cả địa danh cũng được gieo toàn bộ là thanh bằng. Và thanh bằng thì sẽ gợi cho chúng ta đó là cảm giác bình yên. Nhá em nhá, đúng không? Đấy, đó chính là cảm giác bình yên, đúng không nào? Vậy thì người lính họ cảm thấy bình yên khi nào? Đúng không? Đó là những chặng đường hành quân. Họ ngồi nghỉ chân, đúng không nào? Nghỉ chân này, phóng tầm mắt của mình và nhìn thấy những bản làng, đúng không? Những mái nhà, những bản làng, đó là những phút giây nghỉ chân của các anh, đúng không? Họ đón tiếp các anh bằng tình cảm quân dân mà ta đã từng bắt gặp trong bài Bao Giờ Trở Lại của Hoàng Trung Thông. Các anh về mái ấm nhà vui, tiếng hát câu cười rộn ràng xóm nhỏ. Các anh về tưng bừng trước ngõ, díu dít đàn em hớn hở theo sau. Mẹ già bịn rịn áo nâu, vui đàn con ở rừng sâu mới về, nhá. Đó là những khoảnh khắc rất bình yên, đúng không? Ai là một đại từ phiếm chỉ, bởi vì bất cứ bản làng nào, bất cứ mái nhà nào cũng sẵn sàng che chở cho các anh, đúng không? Và trở thành nơi nghỉ chân của người lính Tây Tiến, nhá. Chúng ta đến với hai câu sau này. Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục lên súng mũ bỏ quên đời. Đúng nào? Một bài thơ trong thời chiến, nhưng không hề né tránh sự thật phũ phàng của cuộc chiến, đó là cái chết. Nhưng điều thú vị ở đây là Quang Dũng không viết một từ chết, một từ hy sinh nào cả, đúng không? Mà ta vẫn cảm nhận được những cái chết thơm đất thơm trời của người lính trên chặng đường hành quân. Sức nặng của câu thơ dồn đổ vào từ láy dãi dầu, nghĩa là đã có những khó khăn trên chặng đường hành quân của các anh. Nhưng Quang Dũng không viết hy sinh, Quang Dũng viết không bước nữa này, đúng không? Biến tư thế của người lính bỗng nhiên ngang tàng, bản lĩnh, đúng không? Đấy, được chưa nào? Chỉ là một phút giây nghỉ ngơi của người lính mà thôi, đúng không? Nhìn về cái chết của người lính, nhẹ tựa lông hồng, chỉ như giấc ngủ của người lính giữa hai giờ súng nổ mà thôi. Vẻ đẹp này thì ta bắt gặp đồng điệu với bài thơ có tên là Trăng Trối của nhà thơ Tố Hữu nhá. Vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng, lòng khỏe nhẹ anh dân quê sung sướng, ngửa mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành, và trong mơ thơm mát lúa đồng xanh. Một mặt, nhà thơ này không gợi tả cảm giác bi thương. Mặt khác ta thấy được đó là bản lĩnh của người lính Tây Tiến. Họ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng chỉ như giấc ngủ của người lính trên chặng đường hành quân mà thôi. Nhưng nếu ta nhìn nhận ở góc độ hiện thực thì đó cũng là những hiện thực rất phũ phàng của cuộc sống. Bởi vì họ gì ấy, họ đã hy sinh nhiều trên chặng đường hành quân. Các anh ra đi từ những năm đầu tiên của cuộc kháng chiến chống Pháp, khó khăn chồng chất những khó khăn, đã có những người lính phải hy sinh. Nhưng trong cách nhìn của nhà thơ Quang Dũng thì đó là gì ấy? Đó là những con người coi cái chết nhẹ tựa lông hồng nhá. Chúng ta đến với hai câu thơ sau này. Chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mường hịch cọp trêu người. Hai câu thơ này thì cũng nói về thời gian mà người lính hành quân, đúng không? Nhưng sự khác biệt ở đây, đúng không, là cùng với thời gian ấy là những khó khăn ngay lập tức được hiện ra, đúng không? Đấy,
gây khó dễ với người lính từ vùng rừng núi hiểm trở này. Thế nào? Chiều chiều oai linh thác Cẩm Thạch, các anh thường xuyên đi qua, hành quân đi qua những vùng rừng thiêng nước độc, nên ám ảnh trong tâm trí của người lính là tiếng thác nước Cẩm Thạch. Được chưa? Đấy. Ở đây ta bắt gặp địa danh Mường Hịch thì không có nghĩa là chỉ có Mường Hịch mới có cỏ, đúng không? Mà bởi vì từ Hịch, đúng không? Trong dấu nặng của từ Hịch thể hiện bước chân nặng trịch của bóng cọp vườn người, cọp ăn thịt người, cọp giết người, xé xác người. Nhưng từ cái nhìn của người lính Lê Tiến, đó chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi nhá. Chỉ là trò đùa trẻ con với bản lĩnh của người lính Tây Tiến mà thôi, đúng không nào? Coi bóng cọp kia chỉ là trò đùa trẻ con, đúng không? Họ luôn biết cách để vượt qua những khó khăn, những thách thức, đúng không nào? Đó là những con người đầy bản lĩnh, đầy hiên ngang, đương đầu với cả kẻ thù và đương đầu với cả những khó khăn trên chặng đường hành quân. Em hiểu không? Nói về khổ thơ tư, em hiểu nhé. Khép lại bài thơ Tây Tiến, đúng không? Khép lại khổ một của Tây Tiến. Nhà thơ này sử dụng những hình mùi hương thơm rất quen thuộc, đó là cơm lên khói và thơm nếp xôi. Các em để cho thầy này, đó là từ mùa em này, đúng không? Đấy. Người ta thường dùng từ mùa, ví dụ như là gì ấy? Mùa gặt này, đúng không? Đấy. Ví dụ như là từ gì ấy? Mùa lúa chín này, đúng không? Mùa lúa chín này, được chưa nào? Vậy thì từ mùa em là thể hiện sự gì đấy? Căng tràn về sức sống nhá. Ok nhá. Những câu thơ này được gieo bằng thanh bằng gợi tả sự bình yên, được chưa nào? Ở đó là những mùi hương thơm rất quen thuộc, đúng nào? Đấy, những mùi hương thơm rất quen thuộc. Đó là những bữa ăn thắm tình đồng chí nhá. Những bữa cơm thân mật thắm tình đồng chí đồng đội của người lính trên chặng đường nghỉ chân đã khép lại thành công khổ một nha các bạn nhé. Khép lại thành công khổ một của bài thơ Tây Tiến, một kiệt tác viết về đề tài người lính trong thơ ca thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Ok, được chưa nào? Các bạn có hiểu bài không? Các bạn nhớ xem lại video này nhiều lần nhá, đúng không? Đấy, nhớ xem lại thật nhiều lần vào nhá các bạn nhá. Ok nhá. Rồi, tiếp tục này, thầy sẽ nói một chút với các bạn, có thể là chúng ta nói một chút về khổ 2, đúng không? Nói một chút về khổ 2 nhá. Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa này. Chúng ta biết rằng vẻ đẹp của khổ 2 ấy, trong bài thơ Tây Tiến là gì các em biết không? Đúng không? Đó là gì đây? Khổ 2 của Tây Tiến là gì nào? Những đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ của người lính Tây Tiến với đồng bào dân tộc miền cao, đúng không? Từ đầu tiên ta bắt gặp này, đó là động từ mạnh bừng. À, đó là động từ mạnh bừng. Và cái từ bừng này này, em thấy nó sẽ không hề xa lạ. Từ bừng này chúng ta đã từng bắt gặp trong bài nào em nhớ không? Nào, từ bừng này chúng ta đã từng bắt gặp trong bài thơ có tên là Từ Ấy của nhà thơ Tố Hữu, đúng không? Từ bừng này có thể hiểu theo nhiều cách. Bừng này là ánh sáng đến một cách đột ngột, có thể là bừng tỉnh ngạc nhiên nhá. Có thể là bừng sáng lung linh, có thể hiểu là tưng bừng rộn ràng. Hiểu theo cách nào cũng đúng, đúng không? Đấy, đó là động từ mạnh bừng này. Ánh sáng đến một cách đột ngột, có thể hiểu là bừng tỉnh ngạc nhiên, bừng sáng lung linh, tưng bừng rộn ràng. Được chưa? Điều thú vị ở khổ 2 đó là hình ảnh hội đuốc hoa. Thì thế này, hội đuốc hoa nếu như em đọc ở phần chú thích, đuốc hoa là từ chữ Hán hoa trúc, đúng không? Nến thắp trong những đêm vợ chồng tân hôn, đúng không? Ở đây đuốc hoa này, chúng ta nhận thấy này, rõ ràng không thể có đuốc hoa. Mà các em phải nhớ thầy này, đây chỉ là những bó đuốc bình thường được sử dụng trong những đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ, được chưa nào? Đó. Diễn ra dưới những cánh rừng, gió thổi qua làm cho những bó đuốc ấy phát ra những tia lửa, đúng không? Nhưng nhìn nhận qua cái nhìn dí dỏm của người lính Tây Tiến, đúng không? Thì Quang Dũng nhận thấy, đúng nào? Đó là gì anh em? Đó là vẻ đẹp của đuốc hoa, đúng nha, đuốc hoa. Đó là sự dí dỏm và hồn nhiên của người lính Tây Tiến. Những anh bộ đội ra đi từ thủ đô Hà Nội, sống hôm nay không biết ngày mai còn hay mất, nhưng dưới làn mưa bom bão đạn của kẻ thù, họ vẫn trẻ trung, lạc quan, dí dỏm, yêu đời và tinh nghịch nhá. Ok nào, kìa em xiêm áo từ bao giờ này. Kìa là một phó từ chỉ sự ngạc nhiên, đúng không? Người lính Tây Tiến họ ngạc nhiên trước những bộ trang phục đẹp của người con gái đồng bào miền cao, đúng không? Vẻ đẹp này có thể ta đã từng bắt gặp trong bài thơ bài vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, đúng không? Mùa xuân đến, trên bản của những người mèo đỏ, trai gái lấy váy áo ra phơi trên những mỏm đá, nhìn xa xa chẳng khác nào những cánh bướm khổng lồ đầy màu sắc. Trong những đêm giao lưu văn hóa văn nghệ ấy, có cả khen, nhạc cụ đặc trưng của đồng bào dân tộc miền cao được sử dụng trong những đêm liên hoan, đúng không? Trong những sinh hoạt cộng đồng, có những điệu múa, điệu nhảy, đúng không?
các anh được đón tiếp vô cùng nồng nhiệt, được chưa nào? Đấy, trên những chặng đường nghỉ chân của các anh. Và cảm nhận của người lính Tây Tiến được thể hiện rất rõ trong cách sử dụng đại từ, đúng không nào? Em để ý này nhá, nếu như câu thơ trên sử dụng từ em thì câu thơ dưới lại sử dụng từ nàng. Và từ đây thì chúng ta cũng cảm nhận được rằng không khí ở đây là không khí say mê ngất ngây nhá. Không khí say mê ngất ngây em nhá, đúng không? Lúc thì lại gọi là em, lúc thì lại gọi là nàng, được chưa nào? Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ này, để cho thế này. Viên Chăn không phải là một địa danh của Việt Nam mà là thủ đô của nước bạn Lào. Vì sao? Bởi vì Lào, Việt Nam và Campuchia là ba nước Đông Dương có chung kẻ thù là thực dân Pháp, đúng không? Đó là mối tình hữu nghị bang giao hữu hảo lâu đời. Cũng như là người lính Tây Tiến, họ chiến đấu ở vùng núi cao giáp với Thượng Lào và hỗ trợ bộ đội Lào em nhá. Ok, đó là vẻ đẹp của khổ 1 và một nửa khổ 2 trong bài thơ Tây Tiến, được chưa? Các bạn hiểu cái bài không ạ? Ok nhá. Rồi, được chưa nào? Đấy, đấy là phần bài giảng của thầy. Và hy vọng là các bạn sẽ chia sẻ video này để về nghe lại nhiều lần các bạn nhá. Để cho thầy nhá. Ok nhá. Đấy. Rồi nhá. Thứ hai này, thầy nói một chút này. Đối với các bạn học sinh 2K4 đúng không? Đấy. Nếu như các em muốn học văn và xuất phát sớm cùng với thầy Nhật đúng không? Đấy, học lớp livestream, đây là những bạn ở phương xa nhá, đúng không? Đấy. Những bạn muốn học online với thầy Nhật đúng không nào? Xuất phát sớm với thầy Nhật đúng không? Thì những quyền lợi mà các bạn được là gì? Thứ nhất nhá các bạn nhá, thầy sẽ livestream trong nhóm kín đúng không? Và video sẽ không bao giờ giới hạn lượt xem, em có thể xem lại thoải mái bất cứ lúc nào các em muốn học văn các em đều có thể xem lại được. Thứ hai này, các bạn phải nhớ này, thầy sẽ tạo ra full video bài giảng mới phiên bản 2022 đúng không? Cho các bạn 2K4 này, được chưa nào? Đến giai đoạn luyện đề khi chúng ta học các tác phẩm xong, chúng ta sẽ được chấm bài và chữa bài chi tiết nhá. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn được tặng 4 cuốn sách gửi về tận nhà nếu đăng ký học với thầy Nhật, đúng không nào? Đấy, 4 cuốn sách mới nhất của thầy Nhật này. Thầy sẽ giới thiệu một chút về những cuốn này. Cuốn thứ nhất mà thầy muốn giới thiệu với các bạn đó là cuốn 140 mở bài nâng cao, đúng không? Đấy, được chưa? 140 mở bài nâng cao em nhá, đúng không? Mỗi một tác phẩm thầy trang bị cho các bạn từ 10 cho đến 14 cái mở bài, đúng không? Để các bạn có thể có cho mình những cái mở bài hay nhất có thể nhá. Đó là cuốn thứ nhất mà thầy muốn giới thiệu với các bạn, đúng không? Đó là cuốn 140 mở bài nâng cao. Đây là cuốn thứ nhất. Đều đăng ký học với thầy nhá. Ok. Cuốn thứ hai mà các bạn sẽ nhận được này, đó là cuốn Cửu Âm Chân Kinh. Thầy gọi nó là Cửu Âm Chân Kinh bởi vì nó là một cuốn tổng ngôn, phân tích tất cả các tác phẩm văn học lớp 12 nhá. Đấy. 309 trang em nhá. Từ cơ bản đến chuyên sâu nâng cao em nhá. Được chưa nào? Đó là cuốn Cửu Âm Chân Kinh, đúng không? Đấy. Phân tích tất cả các tác phẩm văn học lớp 12, được chưa? Đó, rất là dày các bạn nhá. 309 trang lại còn được tặng về nhà. Ok nhá. Đấy, đây là cuốn thứ hai. Cuốn thứ ba các bạn được tặng nếu theo học thầy, đó là cuốn 130 đề đọc hiểu, đúng không? Đấy. Phiên bản Huyền Vũ, đúng không? Đấy, phiên bản mới nhất, đúng không nào? 130 đề đọc hiểu nhá. Đấy, được chưa nào? Và trong cuốn này thì các bạn biết rằng là có kiến thức đọc hiểu này, đúng không? Và sẽ có 130 đề đọc hiểu để các bạn luyện ở nhà, đúng không? Bởi vì sai gì thì sai đọc hiểu là cái sai gọi là tệ hại nhất đấy các bạn ạ, đúng không? Đấy, đó là cuốn 130 đề đọc hiểu nhá. Đúng không nào? Đấy. Được chưa? Rồi nhá, 130 đề đọc hiểu này. Và cuốn thứ tư đó là cuốn Sơ đồ tư duy, đúng không? Cuốn này là phiên bản 2022, đúng không? Đã được tích hợp, đúng không nào? Từ sơ đồ tư duy của anh chị 2K3, đúng không? Và phía sau là gì đây các em? Tích hợp cả dàn ý nhá, tích hợp cả dàn ý lẫn sơ đồ tư duy. Bởi vì cách học theo sơ đồ tư duy là một cách học cực kỳ hiệu quả các bạn nhá, đúng không? Đấy. Tích hợp cả sơ đồ tư duy này, tích hợp cả dàn ý các bạn nhé, tích hợp cả dàn ý này, đúng không? Để cho chúng ta đạt được cái hiệu quả rất là cao trong quá trình ôn thi đại học, được chưa nào? Đó, tất cả đều là phiên bản của 2022 các em nhé, nếu đăng ký học với thầy, được chưa? Đấy, 4 cuốn sách này sẽ được gửi về nhà cho các bạn, đúng không? Và thầy tặng các bạn nếu đăng ký học với thầy nhé. Học phí cả 3 khóa, đúng không? Gồm có 3 khóa là C, T và G này, đúng không? Khóa live C này là thầy sẽ giảng tất cả các tác phẩm. Khóa lai tê là luyện đề chấm chữa này, đúng không? Và gần khi thi thì chúng ta sẽ đến với khóa tổng ôn, đúng không? Giảng đi giảng lại các tác phẩm một cách chuyên sâu kỹ càng nha các bạn nhé. Học phí cả năm của các bạn là 1.800k, nghĩa là tính ra hàng tháng chỉ là hơn 100k một tháng thôi, đúng không? Và học đến tận lúc thi luôn, đúng không? Kỳ thi đại học năm 2022, đúng không? Nếu các bạn đăng ký ngay ngày hôm nay, đúng không? Thì học phí của khóa học từ 3.600k, đúng không? Giảm 50%, còn 1.800k các bạn nhé, đúng không? Đăng ký học với thầy thì vui lòng điền vào đường link mà thầy đã ghim ở phần comment, đúng không? Hoặc inbox cho fanpage của thầy, Lớp Văn Thầy Nhật. Thầy Nhật rất là mong muốn được đồng hành với các bạn 2K4 trên khắp cả nước để ôn tập môn văn với khát khao đạt được nhiều điểm 9+ như các anh các chị khóa trên nhá.
Rồi ok được chưa nào? Đấy, ngày mai thì thầy sẽ thông báo cho các bạn về ngày mai thì thầy sẽ thông báo cho các bạn về kết quả của cuộc thi ngày hôm nay đúng không? Đấy, cái cuộc cuộc thi xem ai yêu thương thầy Nhật nhất đúng không? Trong nhóm này nha các bạn nhé. Đây nhóm của thầy 2K4 đây các bạn nhé. Được chưa? Đấy. Đó là 2K4 học sinh lớp văn thầy Nhật đúng không nào? Đấy, nhóm công khai và hiện tại đang có khoảng 14.000 thành viên nhá. Thầy sẽ thông báo kết quả các bạn nhận được cuốn 200 đoạn văn nghị luận sội vào ngày mai nhá. Hy vọng là các bạn sẽ nâng niu những cuốn sách mà thầy tặng các bạn đúng không? Thầy Nhật yêu các bạn rất nhiều và chúc các bạn luôn luôn đạt được những cái kết quả cao trong kỳ thi đúng không? Tất cả mọi kỳ thi, dù là thi học kỳ, thi giữa kỳ, kiểm tra miệng đúng không? Hay kể cả là thi đại học đúng không nào? Đấy, thầy rất là mong muốn là các bạn sẽ đạt được điểm cao trong kỳ thi sắp tới. Được chưa nào? Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi livestream sau đúng không? Thầy Nhật yêu 2K3, yêu 2K4 rất là nhiều đúng không? Đấy. Các em sẽ thấy năm nay 2K3 điểm sẽ rất cao môn văn. Em yên tâm đi đúng không? Chúng ta sẽ đều thấy được điều đó, sẽ thấy anh chị của chúng ta chiến đấu như thế nào đúng không nào? Đấy. Được chưa? Đấy, ok nhá. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những buổi livestream sau. Bye bye.